Hello và xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Dinti Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tập số 10 của series Lắp ghép Lego Skibidi Thornet với nhân vật chính là Monitor Man. Em này có một cái màn hình rất là to. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Nên là mình đoán là Monitor chứ không phải là TV Man. Cùng hai cái biên loa ở đây nữa. Ok. Đây là một cái series tiếp theo trong cái tập Lego của mình. Chúng ta sẽ mở hết ra nhé. Sẽ có hình dáng giống như là Real Man lần trước, thì cái em này cũng có một cái sắc đỏ rất là đẹp. Trong tập số 1 đến tập số 4 thì chúng ta lắp ghép những em bình thường. Từ tập số 5 đến tập số 8 thì chúng ta lắp ghép những em Gold. Và kể từ những tập này thì tập số 9 trở về sau thì sẽ là những cái em màu đỏ như thế này. Nhìn rất là bắt mắt ra. Ok, mình sẽ có một cái tờ hướng dẫn gồm tới 43 bước các bạn. Còn đây thì là cái em 4 trong 1. Đây chắc là một cái em khác rồi. Ok. Chúng ta sẽ có hai cái túi như thế này, cũng khá nhiều chi tiết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi lắp ghép Monitor Man, Titan Monitor Man ha. Bước 1 thì chúng ta sẽ lắp ghép hai cái này lại với nhau. Sang đến bước số 2 thì chúng ta sẽ lấy hai cái hình vuông bé này, hai vuông mà có cái ký hiệu tròn này ở trước này, lắp ghép vào đây. Sau đó là lấy một hình chữ N, lắp tiếp vào đây ha, và một cái hình đặc biệt như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp vào đây, lắp hai hình lại với nhau. Sang đến bước thứ 3, chúng ta sẽ lắp một hình vuông đỏ vào chính giữa này. Sau đó chúng ta sẽ lấy hai hình vuông có cái đầu đặc biệt như thế này, lắp vào hai bên. Và thêm một cái hình chữ nhật có cái hình tròn ở giữa này, lắp vào đây. Đến bước thứ 4, chúng ta sẽ dùng hai cái hình màu đỏ đặc biệt như thế này, lắp song song vào hai bên như thế này. Rồi tiếp tục là hai cái thanh hình chữ nhật nhỏ cũng màu đỏ, lắp vào đây. Đây là chúng ta lắp thân cho em nó đây. Sang đến bước thứ 5 thì chúng ta sẽ lắp thêm một hình chữ nhật màu đen vào đây. Và thêm hai hình đặc biệt như thế này. Sang đến bước thứ 6, chúng ta sẽ lắp ghép hai cái hình vuông có hình tròn ở giữa này vào đây. Sau đó thì lấy một hình chữ nhật đặt lên trên này. Và chúng ta cũng sẽ lắp hai hình màu đen đặc biệt vào đây. Đến bước thứ 7, chúng ta sẽ lắp thêm một hình vuông có một cái hình tròn ở giữa này, che cái phần này lại. Thêm một hình chữ nhật màu đỏ nữa. Và một hình chữ nhật màu đỏ nữa. Ok, đến bước thứ 8 thì chúng ta sẽ lắp một hình màu xanh, hình tròn màu xanh trên này. Tiếp tục là một hình màu đỏ, hình tròn màu đỏ ở đây. Thêm một hình vuông màu đen nữa vào đây. Hai hình đặc biệt này thì chúng ta sẽ lắp sang hai bên như thế này. Sang đến bước thứ 9 thì chúng ta sẽ lắp hai cái hình tròn vào đây. Hai cái hình tròn có cái điểm tròn này này. Tí nữa chúng ta sẽ lắp phần tay vào đây. Mình sẽ lắp nốt cái hình này vào đây như thế này. Gặp ra gặp vào được ha. Đến bước thứ 10 thì chúng ta sẽ tìm hai cái hình màu đen như thế này và lắp chúng lại với nhau vào hình như thế này. Tiếp đến là bước số 11, chúng ta sẽ lắp những cái hình vuông xám
4 hình vuông xám vào đây. Sau đấy thì chúng ta sẽ lắp hai hình màu đen vào hai bên như thế này. Đây chính là khuôn mặt của em nó đây. Và một hình vuông này lên trên. Đó, xong phần đầu của monitor. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Đó, chúng ta đã xong phần đầu của em nó. Sang đến bước số 13 thì chúng ta sẽ lắp hai cái sừng này. Hai cái sừng màu đỏ vào đây. Sau đó thì sẽ lắp vào như thế này. Sẽ có thêm một hình kiểu bàn tay màu đen nữa vào đây cho em nó. Tiếp tục là lắp phần tay của em nó ha. Chúng ta sẽ lắp như thế này. Và gắn vào đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gắn vào đây để làm cái phần sừng của em nó này. Phần sừng ở hai bên ấy. Đó. Như thế này. Sau khi mà lắp ghép xong hai phần sừng thì chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp theo bước thứ 19 thì chúng ta sẽ lắp ghép một hình vuông màu đen. Và thêm hình vuông xám nữa. Rồi chúng ta sẽ đến bước 20. Lắp thêm hình vuông đen vào đây. Thêm một hình màu xám nữa và gắn vào đây như thế này. Đến bước thứ 21 chúng ta sẽ lắp một hình kiểu cầu trượt này lên cái hình số 19 vừa nãy, trang trí thêm cho em nó một hình màu xanh và một hình tròn màu đỏ. Sau đó chúng ta sẽ lắp vào đây. Rồi đến bước số 22 và sẽ gắn hai hình này lại với nhau này. Sau đó thì để hai hình màu đỏ vào đây. Chúng ta sẽ tạo thành bàn chân của em nó khi mà gắn hình này đè lên. Thế này. Bước thứ 23 là kết hợp hai hình này lại với nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn như thế này. Gắn chân vào đây. Đấy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm cho phần chân còn lại ha. Rồi bước thứ 31 thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp đến phần tay của em nó này. Như thế này. Đến bước thứ 32. Bước thứ 33. Sau đó chúng ta sẽ lắp vào đây. Thêm cái hình màu xanh vào này. Tiếp theo bước thứ 34 thì chúng ta sẽ gắn hai hình này lại với nhau. Sau đó thì lắp thêm hai cái móng của em nó vào. Đó, tạo thành một cái bàn tay có móng vuốt. Sau đó thì mình sẽ kết hợp với cái hình vừa nãy. Gắn lại như thế này ha. Chúng ta sẽ gắn cánh tay vào đây. Rồi và sau khi mà mình đã hoàn thành xong tương đối như thế này, khoảng đến 90% rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái hình dán này và dán lên cái phần thân của em nó cho nó đẹp ha. Và đây chính là thành quả chúng ta sau khoảng hơn 30 phút lắp ghép và dán em nó, tất cả những hình dán lên trên này. Đây, từ mặt này, hai tay rồi đến phần thân này và phần chân và cả bàn chân nữa. Thì đây, giống y hệt như hình ha. Thì em này mình đánh giá cũng khá là ngầu với hai màu kết hợp là màu đen và màu đỏ. Và mỗi tội là cái phần đứng thì cũng hơi khó các bạn ạ. Đó.
còn đứng hơi khó một chút thôi. Nhưng mà nếu mà biết tạo dáng thì vẫn có thể đứng được. Hai tay nhìn khá là ngầu ha, với những cái móng vuốt như thế này. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong một em Titan Monitor. Và em này thì mình đánh giá là không ngầu bằng em Trueman lần trước với những cái mũi khoan, nhưng mà trông nó nhiều hình dáng hơn nên là nhìn nó đẹp hơn. Với cái khuôn mặt cũng có hình dáng ha. Các bạn cũng có thể trải nghiệm với những cái mô hình giá rẻ trên Shopee như thế này. Một mô hình này thì chỉ có giá khoảng vài chục nghìn đồng thôi. Nó sẽ phù hợp những bạn nào là học sinh sinh viên ha. Rồi bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Video cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho Lindy Channel. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.